Âm Thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay vẫn trong ngày 16 tháng 8 năm 2018, cửa hàng Âm Thanh Hạnh được đón một đoàn khách đến từ Phong Khê Bắc Linh. Vâng, bác Nguyễn Công Phan đang đến từ Phong Khê Bắc Linh về cửa hàng Âm Thanh Hạnh thẩm âm và sắm cho mình hai sản phẩm của ngày hôm nay. Vâng, bác đây nhé, cùng với anh. Vâng, sản phẩm thứ nhất là một chiếc âm ly Sansui 7070. Vâng, chiếc âm ly Sansui 7070 cũng mới về cửa hàng Âm Thanh Hạnh. Vâng, tiếp theo sản phẩm thứ hai là một chiếc vang Vuntin chống rú rít rất tốt. Vâng, một chiếc vang Vuntin. Một vị khách đến với cửa hàng Âm Thanh Hạnh thì sắm được những sản phẩm bên cửa hàng, thì cửa hàng xin quay một clip ngắn vừa là quảng cáo tất cả các sản phẩm bên cửa hàng Âm Thanh Hạnh, vừa là quảng cáo những vị khách đã luôn đặt niềm tin bên cửa hàng Âm Thanh Hạnh và lựa chọn cho mình những sản phẩm mà quý khách hàng yêu thích. Vâng, hai sản phẩm, một chiếc âm ly Sansui 7070 và một chiếc vang Vuntin chống rú rít rất tốt. Những sản phẩm bên cửa hàng Âm Thanh Hạnh cung cấp ra thị trường là những sản phẩm chính hãng, những sản phẩm chất lượng tốt nhất để phục vụ quý vị và các bạn có niềm đam mê âm nhạc. Vâng, hàng bên cửa hàng Âm Thanh Hạnh thì vẫn tiếp tục về trong các ngày. Vâng, quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu tất cả các sản phẩm bên cửa hàng Âm Thanh Hạnh cung cấp thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Âm Thanh Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148, địa chỉ của Âm Thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, quý vị và các bạn có điều kiện và có thời gian về với cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh thì hãy về theo địa chỉ trục đường 18 Hà Nội, Quảng Ninh, Uông Bí. Trung tâm Âm Thanh Đức Hạnh nằm trong cổng chợ số 3, cách trục đường 18 là 30m vào trong cổng chợ. Vâng, Âm Thanh Hạnh là một clip ngắn thông báo cho quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc được biết chiếc âm ly Sansui 7070 và một chiếc vang Vuntin cũng đã có chủ theo chú Phan về Phong Khê Bắc Linh ngày 16 tháng 8 năm 2018. Vâng, Âm Thanh Hạnh xin dừng clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của Âm Thanh Hạnh.